cano dẫn về trước ạ. Rồi bắt đầu qua đó các bạn, cờ dở lên rồi nè ha, rồi bắt đầu chạy ra, rồi bắt đầu chạy qua đó. Rồi chiếc đầu tiên, bữa nay vỏ nhỏ không có luôn các bạn, nó lớn không ạ. Rồi đây các bạn ơi, hiện tại mình thấy một chị nữ đang lái trà lan đó các bạn. Đây quay kìa, thấy ghê chưa, đang lái gà bầu nha, quá giỏi chị ơi. Đây là bầu tỉnh luôn nè, đây quay kìa, đó bạn nó buồn chọt luôn, quê không, lái gà bầu nha. Tiếp tục ở đây
Rồi, ở đây cũng có một bà chị đang ngồi ở trên xà lan đó nha các bạn. Rồi, chị mình đang ngồi, đang đứng luôn. Đứng để dòm tiếp mấy anh tài công lái các bạn ạ. Chiếc xà lan cũng có đứa em gái nhỏ. Gái nhỏ xíu luôn. Ngồi với cha ha. Ngồi với cha xà lan, lái xà lan qua đó. Còn rất đông nữa các bạn. Đông lắm luôn. Tới nghe hì hì hì. Đây đặc biệt nè các bạn, một chiếc xà lan nè, phụ nữ lái luôn nè. Đây rồi. Giỏi ghê không? Giỏi chưa từng thấy luôn nè các bạn. À, lấy xà lan chà bá luôn đó bạn.
thành công chạy chậm chạy lẹ đó các bạn. Vậy là mọi chạy đứng chi chạy quá đẹp. Vậy là mọi đứng chi dạ. Rồi cả lan đang tăng tốc khó thọ không. Quá to luôn. Thanh Bình 12 nè. Cái gì là cái đầu này dữ lắm, đông luôn á. Rồi đầu này thấy có một chị có nguyên gia đình luôn, đại gia đình các bạn. Đây có một chị gái đang ngồi nè. Chiếc nào cũng mắc cái khối nó ra thêm mê các bạn ha. Mê rồi. Khối lớn không rồi. Tiếp tục ở đây xà lan đang vượt qua luôn, đang vượt qua nha. Giờ thấy cũng có một chị gái nữa này các bạn, chị gái đang đứng trên mũi xà lan nha, đứng để có gì để hướng dẫn cho tài công các bạn, bởi mỗi chiếc xà lan này cũng phải có người đứng mũi hết á. Đứng gì á. Ồ, lội luôn, lội cặp mé luôn. Cái này xin nước các bạn ơi, quen mới đi được nha, nhưng mình không quen xuống.
đi không được đâu á, chỉ đi dài dài luôn đã à. Mình không quen đi lọt trong liền á, nó giỡn rồi. Rồi leo lên luôn kìa, vừa chưa đứng đây mà. Chỉ điều khiển nha bạn, nói chung là chỉ đứng với chỉ coi tiếp men lại không giỏi ghê quá. Chị phụ nữ miền Tây trong nước mình giỏi lắm, giỏi mà đảm đang luôn. Ở đây có xà lan chứ nữa bạn. Trang cái bồ luôn. Rồi chú nhón lên luôn. Đó, dưới con chó. Nó đang bị cuốn kẹt á. Nhóc hết trơn nè các bạn thấy không, một đòn luôn nè, dài tới trong. Rồi ở đây thấy một chị gái nè bạn ở sau sau cửa biển xà lan ha, không biết chị đang làm gì nè. Xà lan này thì qua rồi nha bạn. Đang làm đồ ăn cơm. Rồi tiếp tục xà lan vẫn còn qua nhóc hết trơn nha bạn. Nhau rồi, mê chưa? Rồi tiếp tục ở sau còn cũng theo mình biết thì chắc cũng còn một số xà lan nha các bạn. Đang đang đắp đây ở sau nè. Rồi cũng có đây có chị gái nè các bạn, đứng ngồi để điều hành nha, giỏi lắm. Kêu tài công chạy lẹ cho chậm đó các bạn. Để xuống luôn, chỉ sợ hôm qua quá. Rồi tiếp tục ở sau có một chị gái luôn nha bạn. Chị gái mình đứng giữa cái mỏ trâu, đang đứng mũi luôn đó. Xà lan này thì cái bồn lái ở trước mũi luôn.
rồi, chiếc xe lan đã bắt đầu đang qua nè. Ngoắc ngoắc cả đó nào. Việc tăng tốc đi anh ơi. Đó. Chiếc sao luôn đó bạn. Đây, chị mình đã đổi kiểu đứng luôn. Đang đứng mũi các bạn. Rồi, đang qua. À, chiếc này cũng đang chạy một cái rồi các bạn. Hình như còn hai chiếc này cuối cùng các bạn ơi. Hai chiếc xà lan. Hết hồn đạp luôn. Trời ơi, chơi cái băng đá lên trên ngồi luôn nè. Ghê không? Ồ, này thấy cũng quá chết. Rồi, còn chiếc xà lan nữa nghe các bạn. Đây cũng có một chị gái đang đứng mũi luôn, chị gái đang đứng mũi tiếp với tài công nha các bạn. Nó vòng qua vòng lại luôn rồi, đang vượt tốc qua nha. À, nước ào 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 luôn các bạn. Tăng tốc nó chạy không biết ghê rồi không? Không. Ôi, còn mấy ông này nè. Rồi, mấy người này chờ mấy xà lan qua hết rồi mới qua nữa các bạn. À, đây là tóc qua.
bắt đầu ở trong gai các bạn. Rồi các bạn mọi người cùng xem nha. Đó, tàu thái đẹp quá luôn các bạn. Rồi, cái tàu nhỏ quay. Ghê vậy. Đó mặt luôn không? Ghê chứ. Nguyên một đoạn tàu. Xui các bạn ơi, ra bởi nó dễ lắm, dễ ra nhưng nó cũng nguy hiểm lắm nha. Gái đang lội trên cái mé này các bạn, khó lội lắm á nha, mình quen mới đi được đó. Tàu kéo mà cũng có một chị gái là đang đi trên là nào, mấy bạn đi theo đang tiếp tay các bạn, theo để tiếp dây cậu này kia đó. Thêm đây nữa nè, đây một chị gái đứng mũi nữa nè. Đó, điều khiển các bạn thấy không, nói chung là đứng mũi gì để xem cái mũi tiếp dưới tài công nha các bạn, có khi mình ngồi ở trong đó đâu có coi hết đâu. Một cái chiếc xà lan nào cũng phải có vài chị phụ nữ để đứng chiếc mũi gì đó để coi này coi kia tiếp. Nói chị đi qua cầu cái hả? Đó, thấy chưa?
gái miền Tây mình giỏi lắm các bạn. Quá đẹp luôn chị ơi, vừa đẹp vừa giỏi. Nói chung là cũng như là qua cái an toàn đó các bạn.